Nói không phải quá chứ cái lũ bạn thân lành tính của em mà đi thi Hoa hậu Thanh Lịch chắc người ta đá đít từ vòng gửi xe rồi. Và em cũng hiểu vì sao mà cả hội bọn em ế mốc ra. Dù đã 20-21 tuổi đầu rồi, hội bọn em có 4 đứa chơi thân với nhau, lần lượt là Tiên, Nga, Ngọc và em là Ngà. Tên thì dịu dàng thục nữ gì đâu đúng không mấy anh chị? Nhưng em phải gọi là thuồng luồng thủy quái thì nó mới đủ lột tả sự duyên dáng của ba đứa kia. Bọn em quen nhau từ cấp 2 cơ. Hồi đó ở quê thì đủ trò nghịch ngợm. Rõ ràng là 4 đứa con gái, nhưng lúc nào cũng cùng lũ con trai trong lớp đi vặt trộm xoài xanh ngô non. Em thì em không đụng tay vào, chỉ chạy theo hóng cho có không khí thôi. Có biến là em xách dép lũi trước. Có một lần đi qua nhà có cây nhót chín, đứa nào đứa nấy chải giải ra. Mấy bọn con trai bảo là bọn nó giữ xe đạp cho ba đứa này trèo lên hái. Ai ngờ đang hái thì chó sủa. Ông chủ nhà biết liền cầm chổi đi ra. Bọn con trai cuốn qua vứt cả xe và ba đứa kia chạy. Và tất nhiên là em chạy theo. Ba đứa nó cuốn quýt dắt xe chạy. Ông kia thì cứ thế mà đuổi theo, vừa chạy vừa chửi. Cuối cùng ba đứa nó hoảng quá, lao xuống bờ ruộng gần trường, khóc ầm lên. Em và bọn con trai thì được trận cười bể bụng. Đến bây giờ học đại học cùng thành phố, nên bọn em cũng hay tụ tập lắm. Chính là cái kiểu ngồi 10 phút nói xấu 50 người ấy. Vì vậy mà mỗi lần đi chơi với nhau là khẩu trang kéo kín mít, sợ ai nhận ra thì chỉ có kiếm lỗ chui xuống. Tính con Tiên thì kiểu nghĩ nhiều, nào hỏi đang làm gì thì nó cũng bảo là đang nghỉ. Cũng chả hiểu là nó nghỉ sắp thành tiên chưa, cứ nghỉ xong lại than mệt đầu.